Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi trò chuyện thị trường ngày 20 tháng 7 năm 2021. Phần hôm nay là một phiên mà thị trường tăng điểm với khối lượng ở mức độ trung bình. Vậy thì thị trường đã tạo đáy hay chưa? Thì trước khi đi vào với nội dung chi tiết của ngày hôm nay thì cũng mời anh chị và các bạn xem các cái nội dung lưu ý cũng như miễn trừ từ Talk Chứng khoán. Thì đi vào phân tích, nhận định, đánh giá cái diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Thì hôm nay là một ngày mà thị trường tăng điểm, cụ thể là đối với VN Index thì tăng điểm 2,4% lên mức 1.273 điểm và khối lượng ở mức 538 triệu, đúng không ạ? Thấp hơn phiên ngày hôm trước là 675 triệu và cao hơn hai phiên hôm trước, đúng không ạ? Cũng xem hai cái phiên, tức là khối lượng này ở cái mức trung bình. Thì hiện nay thì hiện nay thị trường vẫn là đang trong cái xu hướng downtrend các bạn nhé. Thì nếu hôm nay là một phiên hồi, mà nếu thị trường tiếp tục hồi, đúng không ạ? Nếu thị trường tiếp tục hồi thì cái phiên ngày hôm qua, ngày 19 tháng 7 nó sẽ là phiên đáy nhé, thì anh chị nhé. Thì ở đây thì với cái phiên ngày hôm nay, cái khối lượng thấp ngày hôm qua thì cũng chưa nói lên điều gì cả. Chưa nói lên điều gì. Thì hôm nay là thời điểm cuối phiên thì có cái dòng tiền mua vào, sau đó thì một số dòng tiền bắt đáy thì quay trở lại mua vào một số cổ phiếu. Thì ở đây thì cũng chưa nói lên điều gì. Tại sao lại chưa nói lên điều gì ạ? Thứ nhất là đang đây là trong một cái xu hướng downtrend rất là mạnh, đúng không ạ? Các bạn nhìn này, ví dụ phiên bán ra khối lượng nó rất là cao này, các cái phiên bán ra là khối lượng rất là cao này, đúng không ạ? Đấy, hai phiên này bán ra khối lượng rất cao, đúng không ạ? Có sự giảm bán, xong lại bán ra khối lượng rất là cao. Hôm nay chỉ là một phiên mua hồi thôi, nó chỉ là một phiên hồi tự nhiên thôi các bạn nhé, chưa nói lên điều gì cả. Đối với VN30 cũng vậy nhé, hôm nay mua lại là 2,7%, khối lượng là 255 triệu, cũng ở mức trên trung bình. Cái đường khối lượng này đường trung bình MA5 thì các bạn thấy là nó mức trên trung bình thôi. HNX thì là mua vào cũng tương tự vậy, khối lượng trên trung bình. HNX30 cũng thế. Ở đó thì như các cái nội dung các bạn xem các cái bản tin của Thóc Chứng khoán ở các phiên trước thì nhiệm vụ của chúng ta cái giai đoạn này thì là chúng ta phải làm gì ạ? Thứ nhất là đây là chúng ta phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn chính là kiếm tiền các bạn nhé. Kiên nhẫn chính là kiếm tiền. Và khi nào chúng ta quay lại thì chúng ta phải cần có cái ngày lấy đà, đúng không ạ? Hôm trước có cả một cái video nói về cái ngày lấy đà rồi thì các bạn có thể xem lại. Thực tế thì khi mà chúng ta tham gia thị trường thì chúng ta kỳ vọng điều gì, đúng không ạ? Chúng ta kỳ vọng những cái khoản lợi nhuận 20-25%, đó là cái thứ nhất. Đấy là đúng không ạ? Đối với những cổ phiếu thông thường, còn đối với những cổ phiếu siêu cổ phiếu hoặc những các cái cổ phiếu mà tăng giá tốt thì chúng ta sẽ kỳ vọng các cái khoản lợi nhuận từ 20-50-100%, đúng không ạ? Và chúng ta chịu rủi ro ở mức như thế nào? Ở mức 5-7%, đúng không ạ? Và quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát được cái rủi ro đó. Chúng ta phải kiểm soát được cái tỷ lệ thành công với thất bại, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta giao dịch thì chúng ta phải tìm ra được một cái công thức, một cái quy luật, một cái kiểu chiến thuật mà chúng ta đây có kiếm được lợi nhuận, đúng không ạ? Thì các bạn cũng xem, các bạn có thể thấy đây, thị trường lên cả một cái trend lên, đúng không ạ? Thì chúng ta phải kiếm tiền ở những cái trend này, đúng không ạ? Chứ chúng ta không thể vội ở đây được các bạn nhé, chúng ta không vội ở đây, đúng không ạ? Nhiều bạn thì rất nhiều bạn ở đây thì thực tế thì hàng ngày có vẻ như là các bạn dành rất nhiều thời gian các bạn nghiên cứu thị trường chứng khoán, các bạn dành rất nhiều thời gian các bạn coi bảng giá. Thì đó, bảng giá chính là một cái kẻ thù của chúng ta nhé các bạn nhé. Bảng giá là kẻ thù của chúng ta. Thì để hạn chế các cái diễn biến tâm lý, ví dụ như là quá bị kích động quá về cái việc mua cổ phiếu này, hoặc các bạn nhìn người ta đặt những cái khối lệnh, chất những cái lệnh, đúng không ạ? Còn bạn hỏi là thế tại sao hôm nay lại có người mua trần? Thực ra người ta đặt lệnh trần nhưng mà nó cũng có khớp ở trần đâu, đúng không ạ? Người ta chỉ đặt một vài chục cổ phiếu, một vài trăm cổ phiếu cũng không giải quyết vấn đề gì, đúng không ạ? Bởi vì các bạn dành nhiều thời gian các bạn xem bảng giá quá, đó chính là rất là nguy hiểm nhé. Chúng ta ở đây chúng ta tham gia giao dịch bởi vì chúng ta kỳ vọng một cái món lợi nhuận lớn, đúng không ạ? Và chấp nhận một cái tỷ lệ rủi ro mà chúng ta có thể kiểm soát được, chứ chúng ta không cần những cái lợi nhuận cao. Rất nhiều bạn muốn là vào tận đây để các bạn kiếm được lợi nhuận rất cao, nhưng thực ra không phải thế nhé các bạn nhé, nó rất là rủi ro. Chúng ta đi các bạn, nếu mà các bạn đi săn bắt, đi đánh cá ở những cái đợt mà sóng nó khoảng cấp 5, cấp 7, đúng không ạ? Thì hoàn toàn các bạn là rất an toàn, đúng không
đúng không ạ? Mà cơ hội kiếm cá lại là cao. Nhưng nhiều bạn lại muốn là bảo tôi sẽ phải đi săn vào những cái thời điểm mà gió bão cấp to nhất, đúng không ạ? Bởi vì thời điểm đấy rất nhiều cá, nhưng mà chúng ta lại rất là rủi ro, đúng không ạ? Thì vậy thì tại sao chúng ta phải đi kiếm cái rủi ro đó, đúng không ạ? Do vậy thì mình luôn luôn nhấn mạnh với các bạn rằng là kiên nhẫn chính là kiếm tiền, đúng không ạ? Các bạn mà nhìn những cái giai đoạn như thế này này, các bạn mà chọn được cái xác suất trúng rất là thấp nhá, đúng không ạ? Đây này, các bạn mua đây là các bạn dính trưởng này, đúng không ạ? Rất rất nhiều cái đây, các bạn mua những cái nhịp như này các bạn đều dính trưởng hết. Đây những cái nhịp như này các bạn, đúng không ạ? Mình vẽ này, các cái nhịp hồi đây đều dính trưởng hết các bạn nhé. Đây nhịp hồi này đều dính trưởng hết, đúng không ạ? Đó thì các cái chia sẻ của mình với các bạn là chúng ta hãy kỳ vọng một cái món lợi nhuận lớn, đúng không ạ? Đừng kỳ vọng lợi nhuận nhỏ nhé. Cổ phiếu nó lên cả nhiều tháng, nó không lên một ngày hai ngày, cho nên các bạn không cần phải lo là cái việc mua đắt rẻ 3-5-7% một cổ phiếu. Các bạn đừng có kỳ vọng đánh T3, đánh kiểu đấy rất là nguy hiểm nhá. Thì chúng ta điều hiện nay chúng ta cần làm nhất là gì? Chúng ta phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn chính là kiếm tiền, đúng không ạ? Các bạn bảo toàn được, các bạn bảo toàn được giá trị tài khoản của các bạn khi thị trường rơi, và các bạn kiếm tiền được khi giai đoạn thị trường lên, đúng không ạ? À đây thì các bạn có thể tiếp cận theo hướng như thế này. Đây là một cái cây, đúng không ạ? Một cái cây nhé. Thôi mình cũng không biết vẽ. Như đại loại là các bạn tiếp cận là một cái cây nhá. Thì các bạn thông thường thì các bạn phải xác định là các bạn bỏ cái phần gốc đi, bỏ phần rễ đi. Chúng ta sẽ ăn theo khúc thân các bạn nhé. Các bạn sẽ bỏ cái phần rễ và phần gốc. Đây là phần rễ này, đúng không ạ? Đây là mình sẽ vẽ cái tu vài cái rễ ra đây này, đúng không? Các bạn bỏ cái phần rễ đi, đúng không? Đây là khúc rễ, đúng không? Đấy, đây là gốc, ví dụ thế, đúng không? Đây, thì cái phần này là phần nhô lên mặt đất nhé các bạn nhé. Phần này là bắt đầu nhô lên mặt đất này, nó chính là có những cái ngày lấy đà các bạn, đúng không? Thì các bạn chờ nó ngoi lên mặt đất các bạn, thì các bạn kiếm tiền, đúng không? Các bạn việc gì phải ngoi kiếm cái phần ở dưới rễ này cho nó khó khăn ra, đúng không? Rủi ro thì nhiều, đúng không ạ? Thì tất cả những cái công việc chúng ta cần làm là chúng ta đọc sách, nghiên cứu, đúc rút các cái kinh nghiệm từ những cái người, các cái đợt sóng trước, các cái thành công, các cái thất bại của chúng ta để đưa ra các cái bài học. Và chúng ta chờ nhé, chờ cái ngày lấy đà. Có một số bạn hỏi là bây giờ nếu các bạn muốn dùng đồ thị ấy, đúng không ạ? Không muốn các bạn không muốn dùng bảng giá thì bạn dùng cái gì? Thì các bạn dùng đồ thị của Ami Broker nhé các bạn nhé, hoặc là các bạn dùng của các cái website của các công ty chứng khoán cũng đều khá là ổn, hoặc là mình thấy ở Fair này nó cũng khá là ổn này. Đấy, các bạn có thể xem chạc ở đây, nó cũng khá là ổn. Đấy, các bạn xem ở đây này, cũng khá là ổn các bạn nhé. Ở đây các bạn cũng có thể xem vẽ các cái đường trung bình, vẽ vời các thứ rất là tiện. Thì các bạn có thể xem ở đây. Còn nếu các bạn muốn làm những cái hoạt động sâu hơn, ví dụ như là lọc các cái cổ phiếu Explorer, thì các bạn phải dùng Ami Broker. Thì khi các bạn dùng những cái phần mềm về đồ thị này này, thì các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn, đúng không ạ? Vì các bạn nhìn vào đây là các bạn, thay vì các bạn nhìn vào cái bảng giá, các bạn sẽ thấy nó xanh đỏ, các cái khối lệnh mua bán, đúng không ạ? Chúng ta rất là hoang mang, rất là choáng. Thì các bạn nhìn ở đây thì các bạn nhìn vào đập mắt của các bạn thì các bạn chỉ nhìn thấy, ví dụ là một cổ phiếu, ví dụ các bạn nhìn vào, ví dụ đây là ngày hôm nay là SSI, đúng không ạ? SSI hôm nay hình như là đây là Trần, đúng không ạ? Trần này là Trần. Ví dụ các bạn nhìn vào cái đồ thị này thì các bạn đập vào mắt các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy đây nó là một cái downtrend, đúng không ạ? Đập vào mắt các bạn còn thể nhìn đây là một cái nền giá, và hiện nay là cổ phiếu này nó đã rớt khỏi nền giá rồi, đúng không ạ? Hôm nay thì là nó quay lại nền giá với khối lượng ở mức bình quân, đúng không ạ? Thì nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy điều gì? Các bạn sẽ thấy là nó cũng chẳng có gì là hấp dẫn cả, đúng không ạ? Chưa có gì hấp dẫn cả, đúng không ạ? Các bạn nhìn vào đây thì các bạn sẽ nhìn sang các cái dòng
các cổ phiếu của dòng chứng khoán khác thì các bạn thấy là nó chưa có gì là hấp dẫn, chưa có gì phải vội vàng, đúng không ạ? Nhưng nếu các bạn vào cái bảng giá, các bạn nhìn SSI, các bạn thấy nó tím ngắt, chất các lệnh mua lệnh bán, đúng không ạ? Thì rõ ràng là chúng ta rất hoang mang. Do vậy thì để mà các bạn có thể kiểm soát tốt cái emotion, cái cảm xúc của mình ấy, thì mình chia sẻ kinh nghiệm với các bạn là các bạn không nên dùng các cái bảng giá nữa, mà thay vào đó các bạn hãy dùng các cái đồ thị nhé, các cái đồ thị của FAIR này, hoặc là các cái đồ thị của Ami Broker hoặc các cái website. Thì các bạn mà muốn xem cái hướng dẫn về cài đặt đấy thì các bạn có thể vào trong cái clip này nhé. Mình có một cái clip là hướng dẫn cái Ami Broker phiên bản 6.30. Đây là một phiên bản rất là mới. Cái phiên bản này mình cũng phải thực tế là để cho các bạn dùng, mình phải download ở mấy cái trang web ở nước ngoài về. Mình phải download ở trang web ở Việt Nam thì các bạn ấy chỉ dùng cái phiên bản cũ hơn thôi, đúng không ạ? Có crack click đầy đủ, có cả Ami Quarter, các bạn có thể download xem các cái chart của thị trường chứng khoán Mỹ, đúng không ạ? Ngoài ra thì mình cũng có tặng các bạn một cái chart của VSA đây, các bạn có thể xem để các bạn học về VSA đây, các bạn nhé. Đây nó, các bạn có thể xem kỹ này. Đấy, nó sẽ hướng dẫn các bạn ở VSA đây thì các bạn có thể xem được. Đấy, các bạn nhìn này. Các bạn thì có nhìn cái đồ thị VSA đây và các bạn có thể học để học được các cái thanh ba nhé, học được các cái thanh ba đây nó cũng có khá đầy đủ đấy. Thứ nhất là các cái thanh ba đơn lẻ và các cái thanh ba ghép. Nhá, thì các bạn nhìn thấy những cái thanh ba ví dụ như là Tết cung ba này, các cái thanh bảy cái thanh ba đâu các bạn có thể nhìn thấy hết. Thì các bạn có thể học để dùng học cái VSA đây rất là thuận tiện. Nhá, thì chúng ta tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thị trường nhé các bạn nhé. Mình sẽ đi thêm một số cái chỉ số về thị trường, cũng như là sẽ review qua với các bạn một số cái nhóm ngành để thấy rằng là tại sao chúng ta cần phải kiên nhẫn, đúng không ạ? Tại sao chúng ta cần phải kiên nhẫn? Thì ở đây thì các bạn nhìn một chút thì mỗi khi mình hay vẽ cái chỉ số nhóm ngành, tức là ở đây là bản chất là các cái cổ phiếu tốt. Đây, thì các bạn thấy này. Đấy. Đây là số lượng các cổ phiếu tốt. Ở đây thì mình đang định nghĩa là lớn hơn các cổ phiếu trên đường trung bình MA20. Thì các bạn thấy này, khi nó co lại này, nó co lại đến chỉ còn có 39 cổ phiếu thì bắt đầu nó nở ra, đúng không? Nó nở ra. Những cái phiên nào mà nở ra thì đồng nghĩa với việc thị trường tăng, đúng không ạ? Điểm số thị trường tăng. Đấy, thì hôm qua nó lại co lại, hôm nay nó lại có cái sự nở ra. Như nó nở ra ở đây nhưng mà vẫn không ăn thua nhé các bạn nhé. Cái việc nở ra ở đây thực tế nó vẫn còn ít hơn cái phiên ngày 16 tháng 7 này. Do vậy là chúng ta mặc dù có cái sự nở ra nhưng mà vẫn chưa đảm bảo nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy khi mà thị trường xu hướng lên á, nó sẽ có hai thứ. Thứ nhất là nó sẽ nở ra là một, và thứ hai là giá trị tuyệt đối của nó khá là cao. Đây là trên 100 cổ phiếu hết, đúng không ạ? Trên 100 cổ phiếu, 150 này, đúng không ạ? Đều 150 cổ phiếu hết. Khi mà cái thời điểm mà thị trường tốt nó nở ra nó lên khoảng 300-400 cổ phiếu cơ, 413 cổ phiếu này. Đấy, thì thứ nhất là đây nó cũng có cái sự nở ra các bạn nhé, nhưng mà nở ra ở đây thì với cái số lượng cũng rất là ít. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà nở ra như thế này này, nếu mà là các cái dòng cổ phiếu tốt á, đúng không ạ, thì một thị trường lên nhé, một thị trường chung lên là một cái thị trường mà có một số dòng trụ đi lên rõ nét, đúng không ạ? Thì bây giờ lát chúng ta sẽ tìm xem có cái dòng trụ nào đi lên rõ nét không. Nếu mà chưa có dòng trụ nào đi lên rõ nét là bắt buộc chúng ta phải chờ, đúng không ạ? Bởi vì các bạn bảo nếu thị trường chung tốt thì đồng nghĩa với việc là dòng cổ phiếu tốt, ít nhất là có vài dòng, đúng không ạ? Thì nó sẽ thể hiện cái sự tập trung của dòng tiền. Mà nếu không có cái dòng nào tốt hẳn mà nó cứ lan man mỗi dòng một hai cổ phiếu như vậy thì độ tin cậy cũng không cao, xác suất thành công cũng không cao, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn nhìn đây thì các bạn thấy là thị trường có cái dấu hiệu hồi phục nhẹ, nhưng mà chưa đủ cái điều kiện để chúng ta tham gia nhé, chúng ta vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi. Đấy là đối với HSX này cũng có 44 cổ phiếu thôi. HNX thì là có 21 cổ phiếu. Upcom thì là 21. Tương tự như là tổng thôi, chưa nói đến điều gì, đúng không ạ? Một số cái dòng ở đây thì các bạn có thể xem này, ví dụ một dòng nhé, một số dòng. Thứ nhất chúng ta xem hai thứ, thứ nhất là số lượng cổ phiếu mở ra tốt mở ra này. Thứ hai là cái trạng thái điểm số bình quân. Xây dựng vẫn chưa nói đến điều gì, đúng không ạ? 14 cổ phiếu tốt, trên này vẫn thấp lắm. Vận tài biển thế, đúng không? Có 3 cổ phiếu mà điểm số rất là thấp. Một số dòng thép, đúng không? Thép thì các bạn thấy hôm nay có sự tích cực hơn này, đúng không ạ?
số lượng cổ phiếu là nở ra thành 4 rồi, đúng không ạ? Điểm số thì có cái sự tăng tăng nhẹ thì chúng ta có thể quan sát, đúng không ạ? Dầu khí ở đây thì nó chỉ có hai cổ phiếu thôi, tại vì cái phân nhóm ngành của Fian là nó hơi khác, nó chia thành các cái nhóm nhỏ. Ngân hàng cũng thế, ngân hàng chưa nói điều gì nhé các bạn nhé. Có cái dòng vận tải này, có cái dòng vận tải này thì là đang 6 cổ phiếu mở ra, đúng không ạ? Dịch vụ bất động sản thì tăng điểm nhưng mà các số lượng cổ phiếu thì không nở ra. Đầu cơ bất động sản, một cổ động sản thì có 8 cổ phiếu cũng bình thường. Chứng khoán thế rất là thấp, cũng chứ nói chung là chưa nở ra dòng nào các bạn nhé. Các dòng đều trong cái tình trạng gọi là ấp trứng thôi, đúng không ạ? Các chúng ta gần như là trứng bây giờ là vẫn đang trong mới bắt đầu ấp thôi, chúng ta chưa soi được các bạn nhé. Thì khi mà đi tìm các cái dòng cổ phiếu tốt á, thì cổ phiếu tốt nó sẽ có hai đặc điểm. Một là nó sẽ rơi ít hơn thị trường chung là cái nhất. Cái thứ hai, khi mà nó lên á thì nó lên nhiều hơn thị trường chung, đúng không ạ? Thì hiện nay các bạn mới nhìn thấy sườn rơi thôi, đúng không ạ? Đây là ngày hôm qua là đáy này. Nếu giả định ngày hôm qua là đáy đối với xét cái giá đóng cửa cuối phiên, đúng không ạ? Thì hôm nay sẽ là ngày số 1. Các bạn bắt đầu đếm từ ngày hôm nay nhé. 1 2 3 này, ví dụ ngày mai là 1 này, xong đến 2 3 này. Từ ngày số 3 trở đi mà có ngày bùng nổ theo đà thì chúng ta có thể quan sát để vào, đúng không ạ? Quan sát bắt đầu để vào. Thì ở đây thì chúng ta bắt đầu đếm nhá, bắt đầu đếm từ ngày mai. Đi vào dòng các cổ phiếu để mình bật Excel cho các bạn xem trước. Đây. Mình vẫn xét là chúng ta xét là giảm từ ngày đỉnh gần nhất nhá. Là ngày mùng 2 tháng 7 này. Đấy, giảm từ ngày đỉnh gần nhất thì VN Index là giảm 10,3% và VN30 giảm 10%, thì cơ bản những cái dòng nào mà bình quân mà giảm ít hơn cái thằng VN Index này thì là hiện nay được hiểu là mạnh hơn thị trường chung, nhưng nó chỉ biết được có một nửa thôi. Bao giờ nếu mà nó hồi nhiều hơn thì chúng ta mới có thể kết luận là nó mạnh hơn được, đúng không ạ? Sau đấy thì chúng ta sẽ đi xem về cấu trúc, đúng không ạ? Các cái nền tảng cổ phiếu này, các cái đặc điểm về tích lũy của cổ phiếu và cả hầu hết các cổ phiếu trong cái nhóm ngành nghề đấy này, đúng không ạ? Xem các cái dấu giới thiệu về gia tăng volume này, xem các cái dòng tiền vào này, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái nhóm trụ sắp tới, nhưng hiện nay thì chưa thấy. Thì nói về các cái cổ phiếu mà nào mà đang nở hoa, đúng không? Đang nở hoa, những cái bông hoa nào mà đang sót lại trên vườn hoa, đúng không ạ? Mình hay dùng cái khái niệm đấy. Thì các bạn nhìn hiện nay vườn hoa của ngày hôm nay, đúng không ạ? Hiện nay chúng ta là có 39 cổ phiếu cũng nở ra hơn, đúng không ạ? Trên MA10 thì nó tập trung ở các cái nhóm ngành. Thứ nhất là các bạn thấy bất động sản này, giống như là HDG, HDC này, đúng không ạ? Long Hậu, SGS và Khang Điền này, Nam Long này là những cổ phiếu cũng đang là trên MA10 nhé các bạn nhé. Một số cổ phiếu về bảo hiểm này, có một số cổ phiếu về vận tải, dịch vụ vận tải như HAH, GMD này, dược phẩm này, hóa chất này, khai khoáng này, quần áo, thực phẩm, massage các thứ này, thép này, có SMC này, PTB này, công trình Viettel này, đúng không ạ? Một số đây là những cái bông hoa đẹp nhất rồi. Thì những bông hoa này thì nếu trong cái điều kiện mà thị trường thì được hiểu giống như là cái môi trường tự nhiên á, đúng không ạ? Nắng và mưa ổn định, đúng không ạ? Về các cái về các cái nhóm ngành ấy, đúng không ạ? Các nhóm ngành thì nó giống như các cái giống hoa, đúng không ạ? Thì hiện nay thì chúng ta mới nhìn thấy hoa nó đang khoe sắc hơn thôi. Như hiện nay về cái điều kiện mùa vụ thì nó cũng không hỗ trợ nhiều cho cái việc tăng giá, đúng không ạ? Do vậy là các bạn nắm giữ những cổ phiếu này thì nói chung là ngắn hạn thì cũng không sao, nhưng mà trung hạn thì rủi ro, đúng không ạ? Bởi vì nếu thị trường nó downtrend thì nó vẫn có cái xu hướng mà nó có thể bào hết các lợi nhuận của các bạn đi, đúng không ạ? Thị trường downtrend mà thì 80% các cổ phiếu đi theo thị trường, đúng không ạ? Chỉ có khoảng 15-20% các cổ phiếu là có thể không đi theo xu hướng thị trường. Thì nó không, có thể là nó không đi theo ngắn hạn trong 1-2 phiên thôi, nhưng mà trong nhiều phiên thì nó cơ bản là nó sẽ vẫn đi theo thị trường chung. Thì các bạn mua nắm giữ các cổ phiếu này thì các bạn cũng chẳng kỳ vọng lợi nhuận được bao nhiêu, đúng không ạ? Bình thường có thể là 20-25%. Thì các bạn nắm giữ cổ phiếu như thế này thì cũng
5-15% mà rủi ro cũng rất là cao, đúng không ạ? Do vậy thì các bạn nắm giữ những cổ phiếu như này thì vẫn ổn, nhưng mà phải cẩn thận các bạn nhé. Ok, thì trở lại Ami Broker thì mình sẽ đi review cho các bạn chắc là nhanh thôi các cái nhóm ngành hiện nay, đúng không? Đặc biệt sẽ tập trung vào một số những cái nhóm ngành mà đợt trước mà chúng ta mới kiếm tiền á, đúng không ạ? Hoặc là các bạn thua lỗ á, đúng không ạ? Kiếm tiền được thì đợt vừa rồi thì ví dụ chứng khoán hoặc là ngân hàng thì các bạn chạy nhanh thì các bạn vẫn có lợi nhuận. Về thép thì các bạn có thể lỗ, về dầu khí có thể lỗ, đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ tập trung vào một số nhóm ngành đó. Thì ở đây thứ nhất là đối với dòng bán lẻ này thì nó cũng đang trong ở cái khu vực nền phía trên thôi các bạn nhé. Nó đang tạo lại hoạt động trong cái nền phía trên. Thì các bạn nắm giữ thì vẫn tạm ổn nhé. Không kỳ vọng nhiều thôi, nắm giữ thì vẫn tạm ổn. DGW thì rơi khỏi nền rồi. DGW thì rơi khỏi nền rồi. Hôm nay hồi lại yếu. Pet lại thế này, thành một xu hướng xuống rồi các bạn nhé. Đấy, có mấy cổ phiếu bất động sản là có vẻ mạnh nhất đấy. Hy vọng là đợt tới nếu chạy thì bất động sản nó chạy được, đúng không ạ? Có HDG này, đây một uptrend này, đúng không ạ? Đây là một down này, phiên bán ra, khối lượng ở mức độ trung bình, tuy nhiên đóng ở phía trên thì nói chung nó cũng rủi ro, vẫn rủi ro nhé các bạn nhé. Rủi ro. HDC này thì hôm qua mua vào bùng nổ này, hai phiên phun vào bùng nổ, hôm nay cũng mua vào, khối lượng thấp này, đúng không ạ? Đây là cổ phiếu này thì vẫn ok nhé các bạn nhé, cổ phiếu này vẫn ok. Long Hậu này vẫn ok nhé, nó vẫn đang xu hướng lên. SGS này có xu hướng lên nhé, hôm nay mua vào quay trở lại MA10 đúng không ạ? Hôm qua nó vẫn trên MA10. Nó trên 30 như này, khối lượng thấp. KDH thì hôm qua là một cái phiên bùng nổ như bùng nổ xịt, đúng không ạ? Khi bùng nổ nhưng mà sau đó cung tràn ra nhiều quá, hôm nay bán ra khối lượng khá cao, cũng hơi rủi ro nhé các bạn nhé. Cũng hơi rủi ro. Nam Long nhá, thì Nam Long thì sau một cái đợt mà bán ra, đúng không ạ? Hoạt động lòng lèo thì hiện nay chặt hơn, khối lượng có sự chặt lại, đúng không ạ? Thì đây sẽ là cái đáy gần nhất của nó này, đúng không ạ? Thì hiện nay nó đang hồi phục một cách tự nhiên thôi, chưa nói lên điều gì các bạn nhé, chưa tham gia được nhé, bình tĩnh. Cổ phiếu bo cung này vẫn đang đi lên, đúng không ạ? PR thì rơi khỏi rồi nhé. Sau khi nó rơi khỏi nền này, mua lại này, nhưng mà kéo lên này, nhưng mà cung lại tràn ra, đúng không ạ? Nay khối lượng thấp. Chờ hết các bạn nhé, những cổ phiếu đều chờ. VSM này xu hướng xuống rồi, đúng không ạ? Thủng mấy nền rồi, đúng không ạ? Chờ thôi. Với cổ phiếu này lỏng thì chờ thôi, chờ lỏng, xu hướng xuống rồi nhá. HPX này xu hướng xuống này. Xuống hết rồi, đúng không ạ? Về phần cứng phần mềm thì có con ITD này thì nó đang hoạt động trong nền nhé các bạn nhé. Thì cổ phiếu này cũng chờ được nhá. Chờ được, có thể lên được, cổ phiếu này có thể lên được. CM thì rơi, FPT thì cũng có thể lên được nhé, nó đang ở trong nền, trong cái vùng chiết đinh lên nhé, chờ được. Hôm nay SGT rơi khỏi nền rồi, bảo hiểm này, thì BIC này là lỏng này, BMI thì là trong nền nhé các bạn nhé, cổ phiếu này có khả năng tăng giá đấy, các bạn có thể quan sát trong thời gian tới nhé, BMI này, có thể quan sát thời gian tới, MIG này thì rơi khỏi nền rồi, bỏ qua, rơi rồi bỏ qua. DGH thì xuống bỏ qua. Chứng khoán thì có TVB này, sau khi rơi khỏi nền thì đang quay lại nha các bạn nhé. Cũng chưa tham gia được nhé, chúng ta chờ. Chưa nói đến điều gì. TVS này thì vẫn trong nền nhé. Nếu mà thị trường đang lên thì các bạn có thể mua những cổ phiếu như thế này được. Nhưng mà đây thị trường đang rơi thì chúng ta không thể đánh đổi được các bạn nhé, bởi vì đây nó rơi khỏi nền này. Xong mua lại khối lượng thấp này, đúng không ạ? Bản chất này nó là một test cung 3 đấy. Test cung 3 ở phía tức là để test cung 3 để quay lại cái vùng trading game.
chờ, nói chung là chờ nhá, chờ hết EVS này này, chờ nhá. Của cái này là bao cung đúng không ạ? Nói nhiều lần là bao cung nhưng mà nó đang ở trong cái vùng ấy thôi, nó đang ở cái vùng chiếc đinh lên thôi, các bạn chờ. SI thì rơi khỏi đúng không ạ? SI rơi khỏi nền, hôm nay quay lại nền thôi, cũng chưa nói đây điều gì các bạn nhé. Ở đây này, đây là cái nền cũ nhá. Nếu mà cổ phiếu này mà hoạt động được á thì chúng ta sẽ phải vẽ một cái vùng mới nhá. Đây nó là cái vùng hồi phục đây nhá. Đây này, đây sẽ là cái vùng tích lũy, nó sẽ vượt qua cái khu vực này trước này, sau đấy nó mới trở lại cái nền cũ các bạn nhé. Hôm nay khối lượng thấp nhé, khối lượng thấp, cổ phiếu này nó sẽ test thêm các bạn nhé, nó sẽ test thêm, nó sẽ test thêm cho nên là nó chưa lên được, khó, rất là khó. Các bạn nhìn đây nó rơi nhé, test lại khối lượng lớp nhá, xong rồi rơi nhá. Thông thường có thể sẽ phải test lại. Đấy là mình nói là trong điều kiện mà nó lên được thì nó test lại nhá, còn thị trường chung mà rơi thì nó vẫn còn rơi tiếp. Nói chung là chờ thôi nhá. HMC nếu mở rộng cái vùng tích lũy ra thì nó lại vẫn ở trong vùng nhá, còn cái vùng tích lũy cũ của nó thì nó rơi rồi. Nhá. Đây là mình mở rộng ra thôi, nói chung là chờ hết. Đấy, lỏng, BMS lỏng. DCI này ở trong nền nhá. Trong nền là cái nền là nền mở rộng thôi. Nền cũ nó đây, đúng không ạ? Rơi khỏi này, mua lại này. Đúng rồi, chờ các bạn nhé. VND cũng thế nhé, cũng rơi khỏi nền rồi, chờ các bạn chờ. SSS này cũng thế này, rơi khỏi nền, chờ. Nói chung các công ty chứng khoán này đều phải chờ các bạn nhé. Cũng chưa thể kết luận được là nó sẽ như thế nào sắp tới đâu, bởi vì chúng ta chưa đủ các cái điều kiện về đặc tính của cổ phiếu, về các cái hoạt động của cổ phiếu, cũng chưa nhìn thấy cái việc test tiếp gì cả, nó mới là sự khởi đầu thôi, chúng ta phải chờ. Dịch vụ bất động sản ở CRE này đúng không ạ, các bạn cũng chờ nhé. Dịch vụ vận tải này có HAH này đang chạy này đúng không, đang chạy này. Đây là những cổ phiếu hiếm hoi chạy một cách là ổn định đấy. HAH này chạy khá là đều, chưa chạy nước rút tí nào đúng không ạ. Đây là nền 1 này, đây là nền 2, đây là nền 3, đây là nền 4 nhé các bạn nhé. GMD này sau một cái nhịp chạy này, đây này, đây đây này đúng không ạ, xong bắt đầu hình thành cái vùng chiếc đinh đen mới này, xong rơi khỏi này đúng không ạ, test lại khối lượng thấp này rồi đi lên này. Cũng chưa nói lên điều gì nhé các bạn nhé, cổ phiếu này chưa nói lên điều gì nhé, đây mới là trở lại cái nền cũ đó nhé. Còn thông thường nếu mà các bạn nhìn thấy sau một cái trend rơi như này, nó sẽ phải thành một, nó phải thành một cái nền mới nhé. Nền mới này thì ở đây thì nó mới gọi là hồi tự nhiên thôi nhé, nó mới là hồi tự nhiên thôi, nó còn hoạt động trong cái khu vực này, nó còn test tủng chán các bạn ạ, chưa còn nó chưa nói lên điều gì. Cổ phiếu này thì yếu không tính. Đấy, cổ phiếu khai khoáng này, VPG này đúng không ạ, cũng đang chạy này, cổ phiếu này thì chạy này đúng không ạ. Đây là cái vùng chiếc đinh đen của nó này đúng không, chạy. Cổ phiếu này chạy nhé. Cổ phiếu này thì lọc. Cổ phiếu này xuống xuống rồi. Với ngân hàng nhé, với ngân hàng thì cổ phiếu này rơi khỏi nền rồi này, EVF này, ACB này rơi khỏi nền nhé, rơi khỏi nền rồi. Nói chung chúng ta phải chờ hết các bạn ạ, chờ. Rơi MSB rơi khỏi nền này, phải chờ này. HDB này thế này, rơi khỏi nền, chờ này. Đúng không ạ? Đúng không? Đây là nền này. Rơi này đúng không ạ? Vietcombank thì là tạo thành xu thế xuống rồi, đúng không ạ? MBB thế này rơi khỏi nền và tạo thành xu thế xuống rồi. Lặng, chờ nhé. Nói chung là các bạn chờ nhé. Vietcombank xu thế xuống rồi, rơi khỏi nền. Các cổ phiếu ngân hàng này đều phải chờ. Dầu khí thì sao?
gát này thì chưa xem được đúng không? Vẫn trong xu thế xuống. Thép thì có SMC này, sau khi rơi khỏi nền này thì đang quay lại nền thôi, cũng chưa nói đến điều gì ạ. Các bạn phải chờ nhé. Cái này thì rơi khỏi nền đang quay lại SMC. Nam Kim quay lại nền cũ. Đấy, các bạn thấy không? Đúng không? Du này, test lại khối lượng vẫn cao này. Nói chung là cũng chưa lên được đâu. Xu thế xuống, hoa sen xu thế xuống rồi. Tela xu thế xuống. SRI này xu thế xuống. Nói chung là chờ các bạn nhé, chờ. Một số cổ phiếu dầu khí như PVS này, đúng không? Oi. BSR. Bây giờ hôm nay nhé, hôm trước là các bạn giả định đây là đáy đúng không ạ, các bạn bắt đáy ở đây đúng không ạ, một số bạn mua đây thì các bạn hồi, bạn nào mua đây thì bán lỗ đúng không ạ. Nói chung một thị trường rơi thì cũng chả khó lắm, khó lên được. PVS này thì rơi rồi đúng không ạ, PVC rơi rồi đúng không ạ, PVD rơi rồi, nói chung là rơi hết, ta phải chờ. À, mình sẽ review lại cho các bạn mấy cái cổ phiếu đẹp nhất hiện nay nhé, ở trong này. Bạn chọn cái nhóm best này. Đây là những cổ phiếu đẹp nhất trên thị trường hiện nay các bạn nhé. Đây là những cổ phiếu đẹp nhất trên thị trường nhé. HDG này, HDC này, xem rồi, trừ bất động sản, đây mới có bất động sản đúng không ạ? Bảo hiểm MIBIC này, TBB này, chứng khoán này, cấp nước sạch này, BWE này cũng có thể lên được, CRE này đang trong vùng tích lũy, HH, GMD, DVN, VNP. VPG này là cổ phiếu đang chạy, cổ phiếu đang lên nhé các bạn nhé. DHM này lên này, có thể lên được. Ok, đó là các cái nhận định của Thao Tác Chứng Khoán ở phiên ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Thì hôm nay là cái phiên hồi đầu tiên nhá, thì các cái công việc cần làm theo khuyến nghị chia sẻ của Thao Tác Chứng Khoán là chúng ta tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thị trường. Thì thông thường là nó sẽ có phiên hồi, có thể có một kỳ bản nó sẽ phải test lại các bạn nhé, nó sẽ phải test lại nhé, đúng không ạ? Sau nếu lên được thì có thể nó sẽ lên, không có nó sẽ rơi tiếp. Khi nào mà mọi thứ nó diễn ra theo cái hướng mà nó theo cái phân tích của chúng ta thì chúng ta sẽ vào. Chúng ta bây giờ không cần phải đoán, các bạn không cần phải xem bảng giá nhiều, vì các bạn càng xem bảng giá nhiều thì các bạn càng mệt mỏi đúng không ạ? Trước khi ra, giống như kiểu trước khi ra trận á, mà các bạn tập luyện thì kham khổ quá đúng không ạ, mệt mỏi, đến lúc mà ra trận thật để trả đánh thực giặc đúng không ạ. Các bạn chờ, nếu mà thị trường nó rơi thì kiểu gì là tới sẽ có một đợt sóng rất ngon, sẽ có một đợt sóng cực ngon sắp tới các bạn nhé. Các bạn nhiệm vụ chúng ta là phải kiên nhẫn, giữ sức để bảo vệ tiền đúng không ạ. Ok, thì chúc các bạn là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội để kiếm tiền, nhiều tiền trong dịp sắp tới. Thì các bạn ủng hộ kênh thì cho mình xin một like. Các bạn có cái nhu cầu phân tích hoặc làm rõ các nội dung gì thì các bạn comment, thì mình sẽ làm các cái video bổ sung các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.